Các bạn có biết hạnh phúc là gì không? Hạnh phúc có mặt khi con người biết sẻ chia với nhau. Bởi vậy, khi cho đi, chúng ta còn nhận về nhiều hơn thế. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Chúa ở cùng anh chị em. Đáp lại lời mời gọi của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam hỗ trợ đồng bào Sài Gòn trong thời gian thực hiện giãn cách toàn xã hội, kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận chung tay chia sẻ, hỗ trợ bằng cách góp tiền để Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam liên hệ mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, phân phối trực tiếp đến những người bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch. Thank you.